Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình La bàn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Chương trình được phát sóng vào 15 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Và bây giờ chúng ta cùng điểm lại những tin tức trọng điểm trong tuần. Bắt đầu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình La bàn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng cùng đến từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Cũng như mọi khi thì chương trình của chúng tôi gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba là kênh cổ phiếu, phần thứ tư là kênh tài sản khác, phần thứ năm là câu chuyện đầu tư và cuối cùng sẽ là phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Hy vọng rằng chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư những thông tin hữu ích. Sau đây chúng tôi sẽ đi vào chi tiết những thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Về phần thông tin vĩ mô, với tin tức đầu tiên đó là ECB nâng dự báo tăng trưởng, bắt đầu giảm tốc độ mua lại tài sản. Thì Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB sẽ giảm quy mô mua lại trái phiếu chính phủ ngay trong cuối năm nay từ khoảng 80 tỷ euro trên một tháng xuống còn 50 đến 70 tỷ euro trên một tháng và đồng thời nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 4,6% lên 5%. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lạm phát khu vực euro đạt 3% trong quý 2 và đây là mức cao nhất trong 10 năm trở lại. Và tăng trưởng quy mô GDP trong quý 2 đạt 2,2%, cao hơn 13,6% so với quý 2 năm 2020. Và việc bắt đầu giảm tốc độ mua lại trái phiếu và nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế cho thấy sự tự tin của ECB về triển vọng kinh tế sẽ quay lại quy mô trước COVID-19 vào đầu năm 2022. Hơn nữa là việc rút gọn quy mô mua lại tài sản hàng tháng từ năm 2021 sẽ giúp cho ECB kiểm soát lạm phát để đạt được mục tiêu lạm phát 2,2% trong khu vực. Vâng ạ, trong cái tuần trước thì Tuấn và Duyên cũng đã chia sẻ đến với anh chị rồi. Đó là việc chúng ta có một câu đó là đừng bao giờ chống lại Fed, hay là nó đơn giản một cách khác mình rộng ra là đừng bao giờ chống lại Ngân hàng Trung ương. Và khi mà Ngân hàng Trung ương thu hẹp cái bảng cân đối thì điều đó cũng nghĩa rằng là giá của kênh tài sản sẽ bằng khi gặp rủi ro. Tuy vậy thì theo một thống kê rằng là mỗi lần mà các Ngân hàng Trung ương thu hẹp bảng cân đối thì thị trường chỉ sụt giảm ngắn hạn, sau đó lại tiếp tục ổn định đó. Thế thì trong cái tuần trước thì Tuấn cũng chia sẻ rằng là việc mà Fed hay ECB sẽ chuyển từ việc giảm mua sang ngừng hẳn thì sẽ là một thông thường sẽ tạo ra một cái cú sụt đâu đó 10 trên 10% vào thị trường, và đấy là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta mua thêm cổ phiếu nếu điều đấy xảy ra nhé, còn chưa chắc điều đấy đã xảy ra. Và thứ hai nữa là cái điểm thứ hai là khi mà các ngân hàng trung ương này chuyển sang việc từ ngừng mua sang việc tăng lãi suất, tức là bắt đầu thu hẹp bảng cân đối, thì lúc đó là thị trường này sẽ có một cái cú sụt giảm nữa. Tuy vậy thì đứng ở góc độ đầu tư tài sản và nhìn dài hạn thì tôi cho rằng là chúng ta nên luôn luôn nắm giữ tài sản, bởi vì giá tài sản sẽ luôn luôn tăng. Chúng ta nên nhìn dài hạn thay vì chúng ta cố gắng phán đoán trong ngắn hạn, bởi vì những câu chuyện mà thị trường giảm khi mà bảng cân đối thu hẹp ấy, là câu chuyện mà hầu hết các nhà đầu tư đều nhận ra. Đó, nên thành ra là chúng ta nên ưu tiên nắm giữ tài sản càng sớm càng tốt. Dạ vâng, và tôi và anh Tuấn đang cập nhật phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment ở trong phần livestream này. Đến cuối chương trình thì chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi của quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ sang tin tiếp theo, đó là về lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc bán trực tiếp dầu trong kho dự trữ. Với tin tức này thì trong một bước đi chưa từng có tiền lệ thì Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược của Trung Quốc đã mở bán trực tiếp dầu mỏ từ kho dự trữ chiến lược nhằm kiểm soát giá dầu trên thị trường. Và hành động này của Trung Quốc thì diễn ra trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao ở giá dầu mỏ, than đá và khí đốt, trong khi tình trạng thiếu hụt điện khiến cho một số nhà máy phải cắt giảm sản xuất. Và hiện nay thì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới với khoảng là 20 triệu thùng dầu dự trữ được mua lại trong thập kỷ qua. Và việc mà trực tiếp can thiệp vào thị trường dầu mỏ cho thấy quyết tâm kiểm soát giá dầu không vượt ngưỡng 70 đến 75 USD trên một thùng của Trung Quốc. Và đồng thời thì hướng tới kiểm soát lạm phát đang tăng nhanh, và điều này thì sẽ giúp cho các nhà máy sản xuất được hưởng lợi nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu mỏ. Chúng ta có một câu chuyện khá hay tôi muốn kể lại quý vị anh chị, là giá dầu đã từng lên một mức rất là cao của năm 1970, từ giai đoạn đó là giai đoạn mà giá dầu bị tăng phi mã khi mà sự kiểm soát
của phố Trung Đông, trong đó có Saudi, họ chiếm cái miếng bánh rất là lớn trong tổng thị phần. Và chính thời điểm đó thì Mỹ cũng phải bắt đầu xây dựng các kho dự trữ là một, hay là họ cũng phải phát triển bán dầu mỏ ra này, rồi lúc đó họ bắt đầu phát triển công nghệ mới, ví dụ như là lúc đó bắt đầu phát triển ra được cái ngành công nghệ cracking dầu khí. Chính việc cracking dầu khí nên khiến cho cái giá dầu nó lại bị thay đổi cấu trúc từ năm 2014, khi mà giá dầu giảm không phanh về còn $30, đúng không ạ? Và lúc đó là hiện tại trên cái bản đồ dầu khí thế giới thì Mỹ, Trung Đông và Nga nó là những cái những khu vực mà có xuất khẩu dầu rất là lớn đó. Thì mỗi lần mà giá dầu lên mức cao là một lúc sẽ phát triển cái ngành công nghệ mới. Ví dụ cái thời kỳ đó thì sự phát triển của các dòng xe tiết kiệm xăng của Toyota, hay là phát triển ngành công nghệ cracking dầu khí. Thì bây giờ tương tự như vậy thôi, thì khi mà có cái trường hợp giá dầu tăng như hiện tại rồi thì cũng là lúc mà cái việc mà chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo nó diễn ra được khoảng 10 năm nay rồi, nhưng mà bây giờ nó đang sang cái giai đoạn mà hầu như toàn thế giới bắt đầu chuyển dịch rất là mạnh mẽ, thay vì chỉ lốm đốm một vài điểm sáng ngày xưa đó. Thì tôi nghĩ rằng là nhìn ở góc độ cơ hội đầu tư trong khoảng 3-5 năm tới, thì tôi nghĩ rằng là ngành năng lượng tái tạo là ngành rất đáng để theo dõi và rất đáng để đầu tư vào. Vâng, chúng tôi sẽ chuyển sang tin tiếp theo của trần thông tin vĩ mô. Đó là COVAX giảm số vaccine cung cấp toàn cầu xuống còn 1,4 tỷ liều trong năm 2021. Về tin tức này là chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX sẽ cắt giảm mục tiêu cung cấp vaccine cho các nước nghèo trên thế giới xuống 1,4 tỷ liều trong năm 2021 và giảm 30% so với mục tiêu 2 tỷ liều ban đầu. Và quyết định giảm phân phối COVAX chủ yếu đến từ việc gián đoạn sản xuất vaccine tại GNG và AstraZeneca, và hiện hạn chế xuất khẩu từ nhà cung cấp Viện Huyết Thanh Ấn Độ, và chậm trễ trong xét duyệt vaccine sản xuất bởi Novavax của Mỹ và Clover Biopharmaceutical của Trung Quốc. Và COVAX thì dự báo là con số 2 tỷ liều sẽ chỉ đạt được trong vòng quý 1 năm 2022 với tình hình hiện tại. Và WHO thì đã lên tiếng chỉ trích các nước giàu có cần chia sẻ nhiều vaccine hơn nhằm giảm bất bình đẳng về việc tiếp cận vaccine và giúp cho các nền kinh tế toàn cầu hồi phục đồng đều hơn. Và hiện tại thì cơ chế COVAX thì đã phân phối được hơn 243 triệu liều cho 139 nước trên thế giới. Và gián đoạn phân phối vaccine cho các nước đang phát triển sẽ khiến cho quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại hơn nữa, khi mà một số nước đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu như Việt Nam hay là Bangladesh. Và cùng với tin này thì chúng tôi sẽ cập nhật luôn một tin ở Việt Nam, đó là Phú Quốc sẽ được thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ ngay từ tháng 10. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã trình dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 với thời gian 6 tháng và được chia làm 2 giai đoạn. Trong vòng 3 tháng đầu thì Phú Quốc sẽ dự kiến là sẽ đón từ 2.000 cho đến 3.000 lượt khách trên một tháng qua các chuyến bay thuê chuyến và phục vụ du khách giới hạn trong phạm vi một số điểm du lịch và nơi nghỉ dưỡng lớn có khả năng là phân chia khu nghỉ cách biệt. Và đến tháng thứ tư thì nếu như mà thực hiện đảm bảo quá trình du lịch an toàn thì Phú Quốc sẽ triển khai đón du khách qua các chuyến bay thương mại với dự tính từ 5.000 đến 10.000 khách trên một tháng. Và khách du lịch thì sẽ phải có chứng nhận là tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được Việt Nam công nhận không quá 12 tháng trước khi mà nhập cảnh, và phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Và thí điểm Phú Quốc sẽ tác động tích cực cho ngành du lịch và dịch vụ và hàng không ở Việt Nam, những nguồn vốn đang chịu ảnh hưởng trầm trọng do những ngành vốn đang chịu ảnh hưởng trầm trọng do giãn cách xã hội, và sẽ là mô hình thử nghiệm cho việc làm du lịch dịch vụ và sống chung với dịch COVID-19. Tuấn muốn nói qua một chút về cái chương trình COVAX ấy, thì có một đặc điểm rằng là chúng ta luôn luôn nói đến là một thế giới và hai tốc độ. Một thế giới tức là gì? Tức là toàn bộ thế giới này, nhưng hai tốc độ là hai tốc độ tiêm vaccine rất là khác nhau. Và tiến độ tiêm vaccine nhanh thì dành cho những nước phát triển, và tiến độ tiêm vaccine chậm thì dành những nước kém phát triển hơn. Và Việt Nam mình đâu đó đang nằm ở khoảng giữa và đang khá là chậm hơn so với trên thế giới. Thời điểm qua thì có một tin rất là tích cực mà Tuấn đánh giá rất là cao, là khi nhà nước mình đã chuyển đổi từ việc là khoanh vùng toàn bộ F0 và loại bỏ hoàn toàn ra khỏi cái loại bỏ hoàn toàn COVID ra khỏi cộng đồng, thì bây giờ
cái chính sách của chúng ta mới là sống chung với đại dịch, và cái trong cái trường hợp sống chung với đại dịch đó thì nhà nước sẽ mở cửa từng phần nền kinh tế để cho nền kinh tế không bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Thì đây là một cái cách tiếp cận tôi nghĩ khá là tốt trong thời gian tới, và đâu đó rằng là cái chuỗi cung ứng tôi kỳ vọng cũng được khôi phục lại sau cái đợt mà sắp tới mở cửa tại khu vực Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là khu vực miền Nam là khu vực mà cái phần sản xuất chính của Việt Nam chính là nằm khu vực miền Nam đó, chúng ta cần lưu ý điều đấy. Và trong cái trường hợp đấy thì cái việc mà đẩy mạnh tiêm vaccine ấy, nó rất là quan trọng để khôi phục nền kinh tế. Khi mà số lượng vaccine nhập về mình không đủ ấy, thì chính phủ mình cũng đã bắt đầu nhập khẩu ở nhiều nguồn khác nhau. Gần đây thứ nhất thì Tuấn có thấy rằng là chính phủ mình đã nhập thêm một nguồn nữa tại Trung Quốc, vaccine Trung Quốc về. Thì Tuấn mong rằng là sắp tới rằng là cái việc mà tiêm vaccine nó sẽ được lan tỏa lên trên khắp nước Việt Nam, và cái số lượng tiêm hai mũi nó sẽ nhiều hơn, thì trong thời gian đó thì sẽ khiến cho cái nền kinh tế mình được phục hồi đó. Và khi mà những thông tin như vậy thì đã được tích cực đến với ngành dịch vụ hàng không, và chúng ta đã chứng kiến rằng một loạt các công ty dịch vụ hàng không nó bắt đầu tăng trở lại, trong đó như là ACV, như là CIA, tức là những công ty mà bán hàng bên Huế này, rồi những công ty mà làm vận tải hành khách này, rồi những công ty như kiểu hàng không Việt Nam hay Vietjet cũng bắt đầu phục hồi. Thì trong cái nhóm đấy thì Tuấn nghĩ rằng là ACV là một cơ hội, Tuấn nghĩ rằng là khá là an toàn để mua vào khi mà doanh nghiệp này họ chiếm cái tỷ trọng số sân ga tại Việt Nam ấy, nó gần như là 90%, tức là cái tỷ lệ chiếm rất là lớn đó. Thì ACV cũng có rất nhiều cái lợi thế cạnh tranh sau các doanh nghiệp khác đó, thì ACV có thể là một doanh nghiệp chúng ta theo dõi trong cơ hội này. Và nếu quý vị có câu hỏi gì thì quý vị có thể chat ở phần comment của Facebook, và tí nữa Tuấn và Duyên có thể cố gắng trả lời hết những câu hỏi anh chị ạ. Vâng, và đó là Duyên và anh Tuấn đã đi qua phần đầu tiên về thông tin vĩ mô. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Ở phần này thì nhóm ngân hàng thương mại nhà nước BIDV và Agribank giảm lãi suất huy động từ 5,6% trên một năm xuống 5,5% trên một năm đối với các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng, tương đương là Vietcombank. Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thì lãi suất nhiều kỳ hạn được điều chỉnh giảm trung bình từ 0,1 đến 0,4% trên một năm. TCB thì giảm 0,1% tại tất cả các kỳ hạn, lãi suất huy động 12 tháng còn 5,2% trên một năm. Và TPBank thì giảm mạnh lãi suất gửi kỳ hạn 18 tháng xuống còn 6% trên một năm, thay vì mức 6,8% trên một năm trước đó. Và với áp lực chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế, khiến cho nhiều ngân hàng không thể duy trì lãi suất tiết kiệm ở mức hấp dẫn như trước nữa, và dự báo là lãi suất huy động sẽ tiếp tục ở mức thấp trong một năm nay. Lãi suất huy động mà giảm thì cái thu nhập của người gửi tiền sẽ bị giảm đi, và rõ ràng họ chuyển dịch gần sang các kênh khác như kênh trái phiếu này, hay là kênh cổ phiếu, và đa phần là kênh trái phiếu đó. Thế thì những doanh nghiệp nào mà vẫn đang, tức là những doanh nghiệp như kiểu công ty chứng khoán ấy, mà vẫn có cái việc phát hành trái phiếu khá là ổn định, tôi nghĩ rằng là sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong giai đoạn này đó. Thì đấy là những cơ hội chúng ta thể theo dõi. Mời Duyên. Dạ vâng. Và tin tức tiếp theo đó là siết quy định ngân hàng rót vốn và trái phiếu doanh nghiệp. Với tin tức này thì ngân hàng nhà nước đang xem xét dự thảo hướng đến việc siết lại quy định các tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp, và với dự kiến là sẽ có nhiều điều cấm thực hiện. Đó là có 3 điều. Điều thứ nhất là tổ chức tín dụng được mua trái phiếu doanh nghiệp khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Thứ hai là tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại tổ chức tín dụng mua và tại các tổ chức tín dụng khác trong vòng 12 tháng. Và thứ ba là tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó. Và trong bối cảnh mà các ngân hàng đang là những một trong những nhà đầu tư lớn nhất, cũng là nhà phát hành lớn nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, thì những quy định siết chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng cho thấy sự lo ngại nhất định và kiểm soát rủi ro đối với hoạt động này. Ở góc độ tích cực thì rõ ràng là ngân hàng nhà nước đã nhìn thấy được cái rủi ro mà các tổ chức tín dụng có chất lượng tài sản kém họ mua vào và khiến cho cái rủi ro hệ thống nó tăng lên. Thì việc ngân hàng nhà nước đã siết chặt rất là sớm này thì tôi nghĩ rằng đây là một điểm tích cực cho nền kinh tế thôi, và cho thấy rằng là ngân hàng như chúng ta rất là sát sao trong việc theo dõi các kênh, ví dụ trong đó kênh trái phiếu này. Dạ vâng. Và ở phần này thì và tiếp theo đó chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu.
Với tin tức đầu tiên, đó là định giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hấp dẫn trong dài hạn. Thì theo như trên slide chúng tôi có trình bày đó là theo Bloomberg thì chỉ số VN Index đang được giao dịch ở mức PE là 15,7 lần tại ngày 23 tháng 8 năm 2021, thấp hơn mức PE trung bình 3 năm là 16,2 lần và thấp hơn 17% so với đỉnh hồi tháng 7. Và mặc dù là tăng trưởng năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên thì ở mức giá hiện tại thì đã phản ánh phần nào những rủi ro liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và sẽ sớm chuyển sự chú ý sang triển vọng kinh doanh năm 2022. Và ngoài ra thì so với các thị trường chứng khoán trong khu vực thì định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn đang khá là rẻ. Và trong dài hạn thì định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang rất hấp dẫn và thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh mà lãi suất tiền gửi ở mức thấp. Theo dự báo thì GDP quý 3 của Việt Nam sẽ tiếp tục sẽ bị giảm. Và khi nếu GDP giảm thì rõ ràng là chúng ta nếu nhìn chỉ thuần P trên E thì chúng ta sẽ không nhìn thấy hết được vấn đề. Vì vậy nếu như chúng ta quay sang một cái không nhìn khác là nhìn P trên B, tức là đứng ở trên cái giá trị sổ sách, thì cái P trên B của thị trường Việt Nam mình đâu đó khoảng 2,5 đến 2,6 lần. Ở mức thông thường thì mức khoảng 2,2 là mốc mà khá là an toàn để mua vào. Thì hiện tại rằng là mình 2,5 2,6 thì đâu đó chỉ chênh so với cả mức an toàn khoảng 10% mà thôi. Cũng phải lưu ý rằng là cái BV tức là cái book value, cái giá trị sổ sách của tổng thị trường mình tăng trưởng đâu đó khoảng 10 đến khoảng 15% một năm. Như vậy là nếu chúng ta nhìn forward một năm tới thì mức P trên B về đâu đó khoảng 2,1 đến 2,2 lần. Và điều đó rõ ràng rằng là mức định giá này hấp dẫn trong một năm tới. Đó. Thì trong trường hợp mà ví dụ như có một cú điều chỉnh nhẹ nào đó thì tôi nghĩ rằng là có cơ hội tuyệt vời mua vào. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại tôi nghĩ khá là hấp dẫn để mua vào rồi. Bởi vì chúng ta nếu nhìn lại lịch sử quá khứ nhé, thì P trên B ở mức 2,2 là mức hấp dẫn để mua vào này. Và mức 3,3 là mức đỉnh của năm 2018, thì mức đỉnh của 2018 này khiến cho thị trường cũng giảm đâu đó khoảng 15 đến 30% từ đỉnh. Đó thì rõ ràng mức khoảng 2,5 2,6 thì nó không phải là điều gì quá đắt cả. Nên nhà đầu tư vẫn hãy nên là sở hữu cổ phiếu, nắm lấy một lượng cổ phiếu nhất định trong danh mục, không nên là chúng ta out hết ra và chờ đợi một cú sụt giảm. Đó là một việc tham minh thị trường rất là khó khăn. Và có một câu nói của một người nhà đầu tư tôi nghĩ khá là hay thời điểm này, tức là time in the market thì quan trọng hơn là việc mà time in the market, tức là thời gian mà ở trong thị trường càng lâu thì mình sẽ càng kiếm được lãi kép, so với việc mà chúng ta cứ phải nghĩ năm mai thị trường tăng, năm mai thị trường giảm. Đó. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh cổ phiếu tuần này thì chúng tôi có đề cập đến mã VRE, đó là Vincom Retail bổ nhiệm 9X cho vị trí phó tổng giám đốc và kế toán trưởng. Về việc bổ nhiệm vị trí lãnh đạo mới thì Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail vừa thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khánh vào vị trí phó tổng giám đốc vận hành và bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Việt vào vị trí kế toán trưởng. Và đáng chú ý là ông Khánh và ông Việt thì cùng sinh năm 1991 và là những vị lãnh đạo khá là trẻ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn lớn. Còn về tình hình kinh doanh quý 2 năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021 của VRE thì trong quý 2 năm 2021 thì doanh thu thuần hợp nhất giảm 7,3% so với cùng kỳ. Trong kỳ thì công ty đã giải ngân 350 tỷ đồng để hỗ trợ các khách thuê chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và khấu trừ chi phí thì lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong kỳ tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tổng kết 6 tháng đầu năm 2021 của Vincom Retail thì doanh thu thuần tăng 13% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 40% so với cùng kỳ. Để đánh giá VRE thì có một góc nhìn như này, là một là về COVID đã làm ảnh hưởng rất là lớn đến kết quả kinh doanh của VRE, và hiện tại thì nó sẽ khiến cho cái thói quen của người tiêu dùng thay đổi. Ví dụ như ngày xưa người ta sẽ ra cái Vincom Retail và người ta sẽ tức là cái trung tâm thương mại của Vincom Retail và họ sẽ mua hàng. Thì bây giờ cái việc mà họ dần thay đổi cái quen rằng là mua hàng online cũng tiện như vậy, và cũng người ta đã quen việc rằng là cứ áo nào phù hợp với mình, cái áo nào mình mặc vào sẽ đẹp, vân vân, ví dụ như vậy, thì sẽ khiến cho thói quen tiêu dùng thay đổi. Và khi mà thói quen tiêu dùng thay đổi thì VRE sẽ mất rất nhiều thời gian để thu hút lại khách hàng quay lại đến các cửa hàng của mình. Đó thì trong trường hợp đấy thì tôi nghĩ rằng là kể khi mà dịch Covid qua đi, mà hiện tại chúng ta đang coi rằng là chống dịch là cuộc chiến trường kỳ nhé, chứ không phải cuộc chiến gọi là ngay và luôn, thì việc phục hồi của kết quả kinh doanh của VRE sẽ tốn nhiều thời gian hơn.
Tuy vậy ngược lại, ở góc độ ngược lại thì VRE họ có rất nhiều tài sản rất là tốt và họ có rất nhiều lợi thế cạnh tranh, và tại thời điểm hiện tại thì cái giá cổ phiếu VRE nó đã phản ánh phần nào cái tác động tiêu cực của dịch Covid. Thì tổng hợp lại hai yếu tố này thì tôi cho rằng là cái giá hiện tại của VRE là mình mua ở vùng này tôi nghĩ là an toàn, nhưng mà để cái khả năng tăng trưởng tăng giá trong tương lai tôi nghĩ khá là thấp. Thì quý vị đầu tư nếu như mà có quan tâm cổ phiếu này, chúng ta cần phải đề phòng rủi ro rằng là giá cổ phiếu sẽ không tăng nhanh được như kỳ vọng. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi có cập nhật đến hiệu quả của danh mục cổ tức đến ngày 9 tháng 9 năm 2021. Thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy đó là tính từ đầu năm 2021 đến ngày 9 tháng 9 thì lợi suất danh mục cổ tức của chúng tôi đạt 8,9%. Về tỷ suất lợi nhuận kép tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến hiện tại thì đạt 18,8%, vượt trội hơn 4,3% so với VN Index. Và hiện tại thì chúng tôi đang có 3 danh mục, đó là tăng trưởng, giá trị và cổ tức. Và những cái danh mục này của chúng tôi thì sẽ được cập nhật hàng quý và hàng tháng ở trên hai cộng đồng của chúng tôi, đó là cộng đồng đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng giao dịch chứng khoán Ditrade. Thì quý nhà đầu tư hãy tham gia vào hai cộng đồng của chúng tôi để được nhận những cái thông tin về danh mục của chúng tôi. Và cập nhật một chút ở trong cái bản này là cái danh mục cổ tức ấy, thì là một danh mục mà nó sẽ phòng vệ rủi ro khi mà thị trường giảm tốt hơn. Ngược lại thì khi mà thị trường tăng thì danh mục cổ tức sẽ tăng chậm hơn, và chúng ta biết rằng là năm 2021 này là một năm mà chỉ số VN Index hay là chỉ số VN30 Index tăng trưởng rất là mạnh mẽ, và cái việc mà cái danh mục cổ tức này bị underperform, tức là bị tăng trưởng chậm hơn so với cả danh mục VN Index là chuyện bình thường. Tuy vậy trong thời kỳ mà downside thị trường giảm thì ngược lại thì nó bị giảm giá rất là chậm, rất là ít so với cả VN Index, thì đây là hai cái đánh đổi. Dạ vâng, và đó là Duyên và anh Tuấn đã đi qua phần kênh cổ phiếu. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại dưới comment, và cuối chương trình thì Duyên và anh Tuấn sẽ giải đáp cho quý nhà đầu tư. Sau đây thì sẽ sang phần kênh tài sản khác. Ở tuần này thì kênh tài sản khác đó là kênh bất động sản. Bất động sản giảm nhiệt nhưng giá khó giảm. Ở đây thì theo VN Express thì từ ngày 27 tháng 4 đến nay thì lượng người quan tâm đến bất động sản trên toàn quốc giảm tới 48% so với các tháng trước. Ở Hà Nội thì giảm 41,9%, ở Hồ Chí Minh thì giảm 54,4%. Và mức độ quan tâm giảm nhưng giá chào bán sơ cấp không có dấu hiệu giảm. Theo CPI thì giá bán ở Hà Nội quý 2 năm 2021 thì tăng 7% theo năm và 1% theo quý. Và với bà giá bán dự kiến sẽ khó giảm, nhiều khả năng sẽ còn tăng do ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là giá đầu vào tăng như là nguyên vật liệu hay là giá đất sẽ tăng, và lãi suất huy động vẫn cao như lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bất động sản từ 9,5% đến 11%. Nguyên nhân thứ hai đó là nguồn cung hạn chế do thời điểm năm 2018 và 2020 thì nhiều dự án bị thanh tra, và hình bên nguồn cung căn hộ Hồ Chí Minh thì giảm từ năm 2018. Và nguyên nhân thứ ba đó là hạ tầng đầu tư hoàn thiện. Và như dự báo thì thị trường sẽ hồi phục khá sau giãn cách, và các doanh nghiệp với dự án sẵn có sẽ có kết quả tích cực. Anh Tuấn có đánh giá gì về kênh bất động sản không ạ? Cũng không đánh giá gì nhiều lắm. Thì bất động sản một kênh mà đa phần người dân Việt Nam đều quan tâm đến. Chính vì vậy mà chúng ta trông chờ một mốc giảm giá sâu tôi nghĩ rất là khó. Nhất là trong điều kiện mà cơ cấu dân số Việt Nam là cơ cấu dân số vàng. Cái tỷ lệ đô thị hóa vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đó thì cái rủi ro và giảm giá tôi nghĩ là thấp. Nhưng mà cái việc tăng giá hay không thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều yếu tố, ví dụ như là cung cầu, rồi số lượng dự án mở bán, rồi các lãi suất của trên thị trường vân vân, thứ rất nhiều thứ. Đó. Dạ vâng. Và tiếp theo ở kênh tài sản khác thì chúng tôi nhắc đến đó là hàng hóa, giá khí tự nhiên tăng mạnh trong năm 2021. Thì khí tự nhiên đã tăng hơn 99% kể từ đầu năm 2021 do mối lo ngại về nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu. Và giá khí tự nhiên sẽ tiếp tục tăng ít nhất đến hết năm do giá khí thường tăng mạnh vào mùa đông khi mà nhu cầu tăng ở châu Âu và Bắc Mỹ, hai khu vực sử dụng khí lớn nhất trên thế giới. Về trung dài hạn thì giá khí có triển vọng tích cực. Khí tự nhiên có thể coi là một nguồn năng lượng chuyển giao giữa năng lượng hóa thạch, than đá, dầu sang năng lượng tái tạo do khí ít ô nhiễm hơn, trong khi giá thành thì thấp hơn so với năng lượng tái tạo. Và nếu như mà giá khí tăng hoặc là tiếp tục duy trì ở mức hiện tại trong thời gian tương đối, thì các doanh nghiệp khai thác, phân phối gas thì sẽ được hưởng lợi, trong khi mà các doanh nghiệp sử dụng khí làm nguyên liệu đầu vào thì sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Nếu như giá khí tăng thì chúng ta thường hay nghĩ đến một doanh nghiệp mà cực kỳ lớn nhất Việt Nam, đó là gas, đúng không? Thì gas nó cũng sẽ được hưởng là một phần nhỏ thôi, nó không nhiều đâu khi mà giá khí tăng. Và thứ hai nữa là nếu như chúng ta để ý đến triển vọng kinh doanh của gas ấy, thì 2024 và 2025 là gas sẽ đi vào một loạt các dự án mới và tăng được cái quy mô của chữ khí trên cái đường ống của mình. Tiếp theo nữa thì gas cũng là một đồng được phân là đầu mối nhập khẩu để cho các nhà máy điện đạm, thì chính điều đó khiến cho cái lợi nhuận của gas trong thời gian trong khoảng 2023 trở đi thì sẽ khá là tích cực. Đó thì gas sẽ là một doanh nghiệp rất đáng để theo dõi trong khoảng 1 đến 2 năm tới. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Quý nhà đầu tư hãy để lại câu hỏi ở dưới comment của chương trình, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý nhà đầu tư ạ. Và câu chuyện đầu tư tuần này đó là năng lực thực thi thỏ già và thỏ trẻ. Xin mời anh Tuấn ạ. Một ngày nọ, thỏ già nhìn thấy một chú thỏ trẻ đang chạy hớt ha hớt hải thì bèn gọi lại một chuyện. Tại sao cháu lại hớt ha hớt hải như vậy? Bác không biết là mùa săn bắn sắp đến rồi sao? Chàng trai ạ, ta có một cách để giải quyết việc đó. Cháu hãy biến mình thành một cái cây và dù có người săn đi qua thì người ta cũng tưởng cháu là cái cây và sẽ bỏ qua. Cách này thật là tuyệt, sao trước đây cháu không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn bác nhiều lắm. Và rồi thỏ già lại nhẹ nhàng bước trong rừng. Được một lúc thì lại nghe tiếng thỏ trẻ đuổi theo. Bác ơi, nhưng làm thế nào để biến được thành một cái cây ạ? Chàng trai, ta đã đưa cháu một cách rồi. Cháu cần phải cảm ơn ta chứ. Còn không nên làm phiền ta nữa. Bằng câu hỏi đó, cháu nên tự mình suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì mới đúng. Đó thì Tuấn muốn nói qua một chút về cái câu chuyện này. Thì trong việc câu chuyện thỏ già thỏ trẻ này thì thỏ già giống như người đưa ra sách lược và thỏ trẻ giống như người thực thi. Tuy vậy thì nếu như chiến lược đề ra mà chúng ta không thực thi được thì không có giá trị gì cả. Và nếu như ta nhìn quay lại vào việc đầu tư thì có rất nhiều các công ty mà lãnh đạo hứa là năm nay tôi sẽ làm cái A, cái B, cái C, nhưng về đa phần thì họ đều không thực hiện được và đang bị miss kế hoạch. Họ đổ lỗi lại rất nhiều nguyên nhân, ví dụ những nguyên nhân khách quan rồi chủ quan rồi vân vân, thường thường khách quan. Đó thì là những dạng công ty mà tôi nghĩ rằng lãnh đạo hay hứa suông và chúng ta không nên đầu tư vào những doanh nghiệp như vậy. Rồi hay cái thứ hai là cách để chúng ta kiểm tra rằng là cái lãnh đạo doanh nghiệp đấy có hứa suông hay không, thì một là chúng ta để đọc báo rồi nhé. Thứ hai nữa là chúng ta có thể check lại bằng việc xem cái kế hoạch doanh thu lợi nhuận hàng năm và cái tiến hành thực hiện. Thì thông thường là những doanh nghiệp nào mà họ đặt một kế hoạch nó và thực hiện được thì thông thường lãnh đạo doanh nghiệp đấy khá là ok. Nhưng ngược lại chúng ta cũng cần phải xem xét rằng là có một số doanh nghiệp họ luôn luôn đặt kế hoạch ở mức rất là thấp để họ có thể vượt, thì đấy là những doanh nghiệp chúng ta lại bỏ doanh nghiệp đấy ra, bởi vì những doanh nghiệp đấy doanh nghiệp không có tầm, tức là họ không mong muốn mình lớn lên mà họ chỉ mong muốn rằng là đạt được cái kế hoạch đặt ra, tức là nói gì làm được đấy nhưng mà lại không muốn nâng cao cái tầm mình lên, thì đấy là những doanh nghiệp cũng không nên đầu tư. Như vậy tóm lại là những doanh nghiệp nào một là hứa được thì phải làm được, và thứ hai nữa là lời hứa thì luôn luôn phải tốt hơn năm trước, thông thường như vậy nên đầu tư. Ok, mời Duyên. Dạ vâng. Và đó là câu chuyện đầu tư thì cũng kết thúc những cái chương trình, những cái thông tin mà chúng tôi mang đến ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng tôi sẽ nhắc cho quý nhà đầu tư một chút về các lịch phát sóng của các chương trình của chúng tôi. Rồi sau đó thì chúng tôi sẽ chuyển đến phần các câu hỏi của quý nhà đầu tư. Quý nhà đầu tư hãy đặt câu hỏi ở dưới comment và cuối chương trình thì chúng tôi sẽ giải đáp. Về các chương trình của chúng tôi thì thứ hai hàng tuần thì chúng tôi có chương trình La Bàn Đầu Tư sẽ phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ. Ngoài ra thì chúng tôi có chương trình Tọa Đàm Đầu Tư. Chương trình sẽ dành riêng cho những khách hàng của VN Direct. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích về các mã cổ phiếu và nhận định thị trường. Thời gian sẽ là vào 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Và chương trình thứ ba đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Ngoài ra thì chúng tôi có chương trình đối thoại với PM và chuyên gia ngành. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ mời những PM hay là chuyên gia ngành đến chia sẻ triết lý và chiến lược đầu tư cho quý nhà đầu tư. Thời gian chương trình sẽ là 9 giờ sáng thứ bảy hai tuần một lần. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai cộng đồng, đó là cộng đồng VN Direct đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade. Chúng tôi đã có để mã QR code ở trên, quý nhà đầu tư hãy kích vào đó và tham gia cộng đồng của chúng tôi để cập nhật những thông tin mà chúng tôi có để ở trên hai cộng đồng đó. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có tổ chức những khóa học cho quý nhà đầu tư để giúp quý nhà đầu tư có nền tảng kiến thức
để mình có thể vững bước trên cái con đường đầu tư của mình. Và tất cả những nội dung của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở fanpage Trung tâm Tư vấn Đầu tư ở trên Facebook, quý nhà đầu tư hãy theo dõi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời những câu hỏi của quý nhà đầu tư. Câu hỏi đầu tiên đó là của anh Nguyễn Thuật. Cho tôi hỏi quý 3 nhóm công ty chứng khoán có khả thi không ạ? Nếu như ở góc độ tiếp tục kinh doanh nhé, thì tôi nghĩ rằng là tiếp tục kinh doanh quý 3 của nhóm công ty chứng khoán rất là ổn, vì cái lượng thanh khoản rất là tốt như này và cái nhu cầu về trái phiếu cũng lên rất là cao, thì tôi nghĩ rằng là các công ty chứng khoán này mặc kinh doanh cũng ổn. Nhưng ở góc độ về giá cổ phiếu ấy, thì tôi nghĩ rằng là đa phần giá cổ phiếu đã phản ánh cho cái tình hình rất là tích cực của năm nay rồi, và chúng ta cần phải lưu ý rằng là ngành chứng khoán là ngành khá là chu kỳ, do đó việc chúng ta mua tại thời điểm hiện tại chúng ta cần phải nhìn tiếp theo năm 2022 liệu thanh khoản tốt hơn hay không, rồi cạnh tranh nó sẽ diễn ra như thế nào, thì đó là chúng ta cần phải nhìn tiếp cho 2022, chứ còn câu chuyện của 2021 tôi nghĩ đã là kết thúc rồi. Đó thì nếu như thời điểm này bảo mua vào ngành chứng khoán thì nó rất là lưng chừng, nó ở góc độ gọi là rủi ro trên lợi nhuận nó không hấp dẫn lắm, lợi nhuận trên rủi ro không hấp dẫn lắm. Ok. Dạ vâng. Và câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Phạm Thọ đó là: anh Tuấn ước lợi nhuận năm 2021 của PNJ là bao nhiêu? Covid lần thứ tư ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn của PNJ như thế nào? PNJ thì kết quả kinh doanh quý 3 của họ chắc là kém rồi. Quý 4 thì kỳ vọng rằng là cái việc mở cửa trở lại của khu vực Hồ Chí Minh, đồng thời là cái tỷ lệ tiêm vaccine tại khu vực Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương nó lên rất là cao rồi, nó đâu đó trên 70% ở một mũi và đang tiến hành tiêm tiếp mũi 2. Thì khi mà cái chuyện đó xảy ra thì tôi nghĩ rằng là có thể hỗ trợ việc mà kiểm soát dịch được tốt hơn, thì lúc đó cái quá trình phục hồi của PNJ sẽ tốt hơn. Đặc biệt rằng là quý 4 cũng là quý mà PNJ thường có mức lợi nhuận rất là cao, tức là mùa cao điểm trong năm, khi mà đây là mùa cưới của năm. Ngoài ra một thông tin nữa chúng ta cần lưu ý rằng là khi mà cả cái ngành bán lẻ đi xuống ấy, thì có rất nhiều công ty nhỏ ấy chết đi, ví dụ như cửa hàng vàng bạc nhỏ lẻ họ sẽ bị thu hẹp lượng khách này, vân vân mọi thứ, thì cái lượng khách này sẽ chuyển dịch dần sang cho các ngân hàng lớn, các công ty lớn. Và tôi nghĩ rằng là mặc dù nhóm ngành tổng chung có thể giảm đi, nhưng mà ngược lại thì những doanh nghiệp lớn thì với cái data khách hàng này, rồi với các mẫu thiết kế được tốt hơn này, rồi cái khả năng phục vụ cái dịch vụ tốt hơn này, thì sẽ thu hút được thêm khách hàng mới. Và do vậy tôi nghĩ rằng là PNJ là một cơ hội rất đáng để đầu tư trong tầm nhìn khoảng 1-2 năm tới, nhất là khi mà dịch sắp dần qua đi. Đó, thì tôi nghĩ PNJ rất là ok. Dạ vâng. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Nguyễn Vương, đó là: anh ơi cho em hỏi là giá cổ phiếu MBB, TCB, ACB hiện tại đã hợp lý để mua tích lũy chưa ạ? Những cổ phiếu này đều cổ phiếu tốt thì tôi nghĩ là cứ mua tích lũy dần thôi. ACB thì có chất lượng tài sản khá là tốt, nhưng mà ngược lại thì tôi thấy có một đặc điểm rằng là ngân hàng này họ không đẩy mạnh phát triển những cái mảng dịch vụ mới. Ví dụ như là tôi có nói chuyện với cả một anh làm bên trong ACB, thì anh có nói rằng là ban lãnh đạo bên đó cho rằng là tại sao chúng tôi phát triển cái mảng trái phiếu, khi mà nếu như doanh nghiệp mà có thể vay được thì thường họ sẽ vay trực tiếp từ ngân hàng, bởi vì phải phát hành trái phiếu làm gì. Đó thì tôi thấy rằng là cái chiến lược của bên ngân hàng nó khá là quan trọng. Mặc dù ACB có rất nhiều cái tiên phong trong nhiều dịch vụ trong thời kỳ ngày xưa, nhưng mà những dịch vụ đấy bây giờ khá là cũ rồi. Đó thì ACB tôi nghĩ rằng là thiên về kiểu ngủ quên trong khoảng 1-2 năm tới. Đó thì trong cái trường hợp đấy thì Tuấn ưa thích những công ty kiểu Techcombank với cả MB Bank hơn. Đối với Techcombank thì Tuấn tin rằng là năm nay họ sẽ chiếm top 2 lợi nhuận của công thương. Và Tuấn nghĩ rằng, tức là quan điểm cá nhân thôi, là Techcombank hoàn toàn thể chiếm được cái vị trí ngôi thứ 1 về lợi nhuận trong khoảng 5 năm tới từ Vietcombank. Thì theo cái chiến lược đấy thì Techcombank sẽ có nhiều cơ hội và chúng ta nên theo dõi công ty này. MB Bank thì họ có cái hệ sinh thái rất là tốt để hỗ trợ nhau phát triển, và đồng thời là bên đó cái văn hóa làm việc họ bây giờ đang khá là năng động, thì đó là hai doanh nghiệp Tuấn rất là ưa thích. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư
đơn dạo, đó là xin anh chị cho tôi hỏi tiềm năng của mã KBC. Cảm ơn anh chị ạ. KBC thì ở góc độ cá nhân Tuấn thì không có thích, tức là khi mà KBC hoặc một doanh nghiệp họ đã có rất nhiều lợi thế trong quá khứ rồi nhưng mà hiệu quả kinh doanh của họ luôn luôn thấp đó, thì bây giờ kể cả khi mà DC vào thì Tuấn nghĩ rằng là không có gì thay đổi nhiều lắm cả, mặc dù giá cổ phiếu tăng rất là mạnh nhé, giá cổ phiếu tăng từ 15.000 lên đâu khoảng 40-42.000 như bây giờ, nhưng mà không nghĩ rằng là Tuấn thay đổi quan điểm về doanh nghiệp này. Vì giá cổ phiếu tăng thì đâu đó còn phụ thuộc rất nhiều cung cầu rồi rất nhiều các thông tin khác, nhưng ở góc độ về thuần kinh doanh thì Tuấn thấy rằng là KBC hoạt động chưa hiệu quả trong rất nhiều năm qua và bây giờ cũng như vậy đó, thì ở góc độ cá nhân thì Tuấn không có thích lắm. Dạ vâng, chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của bạn Phước Đỗ, đó là anh chị đánh giá giúp em mã HPG GVR với ạ. HPG thì rất là ok rồi. Hòa Phát thì nếu như chúng ta nhìn cái lợi nhuận của họ là 30.000 tỷ năm nay nhé, và PE là khoảng 9 lần, thì cái mức giá của Hòa Phát đó là khoảng 60.000 đồng trên một cổ phiếu cho năm 2021. Ngoài ra thì cũng có đặc điểm rằng là trước đây, trước khi mà có xây dựng cung cấp trước năm 2017 thì PE trên E của Hòa Phát luôn luôn quanh mức khoảng 5-7 lần, thông thường khoảng 7 lần đi. Thì ngay khi mà họ bắt đầu công bố xây dựng cái nhà máy cung cấp giai đoạn 1 thì cái PE của họ lên khoảng 9 lần. Và bây giờ khi mà cái cung cấp 1 đi vào hoạt động thì họ đã lên top 50 công ty sản xuất thép lớn nhất thế giới. Và tương tự sắp tới thì họ sản xuất nâng cao vùng thép lên thành cung cấp 2 thì họ sẽ lọt vào top 40 công ty sản xuất thép lớn nhất thế giới. Thì trong trường hợp như thế thì Tuấn tin rằng là Hòa Phát, rất là cá nhân thôi, là Tuấn nghĩ rằng là Hòa Phát sẽ được định giá lại lên khoảng PE khoảng 10-11 lần đó, và đồng thời là triển vọng từ 2023 là Hòa Phát sẽ tăng được cái công suất lên, thì lúc đó cái định giá Hòa Phát rất là khác đó. Thì đấy là những quan điểm của Tuấn về Hòa Phát, tức là triển vọng dài hạn rất là ok và triển vọng ngắn hạn thì vẫn là đang khá là rẻ, còn upside khoảng 20% nữa. Okay. Ở đây thì câu hỏi này của nhà đầu tư có hỏi mã GVR. GVR thì có một đặc điểm rằng là về góc độ kỹ thuật nhé, tức là góc độ mà những cái thông tin về giao dịch để vân vân thì họ khá là tốt. Khi mà họ niêm yết rồi họ được vào các quỹ chỉ số đó thì khiến cho cái giá của GVR khá là ok. Tuy vậy thì ở góc độ mà kinh doanh thì GVR có rất nhiều tài sản đang bị ẩn, khiến cho việc mà hiện thực hóa cái tài sản ẩn đó ra thành tiền ấy, nó tốn thêm nhiều thời gian. Nên ở góc độ kinh doanh thì Tuấn nghĩ rằng là nó sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn so với cả cái kỳ vọng của nhà đầu tư, tức là so với kỳ vọng giá hiện tại. Dạ vâng, do chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời từ 2 đến 3 câu hỏi của quý nhà đầu tư nữa, sau đó thì chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình. Câu hỏi tiếp theo của anh Trần Tuấn Anh, đó là nhóm cổ phiếu đầu tư công liệu sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới hay không ạ? Nhóm đầu tư công của Tuấn nghĩ rằng là sẽ phát triển rất là mạnh đấy, vì khi mà Covid đang bị xấu này và các ngân hàng trung ương các nước đang phải thu hẹp bảng cân đối thì buộc các ngân hàng trung ương các nước khác sẽ, tức là các chính phủ các nước sẽ buộc phải đẩy mạnh lại cái chi tiêu công để bù lại cho việc giảm chính sách tiền tệ. Thì Fed cũng đã tức là chính phủ Mỹ cũng đang công bố cái gói chi tiêu công rồi. Tôi nghĩ rằng tất cả các nước trên thế giới đều phải đưa ra cái gói chi tiêu công thôi, kể cả Việt Nam. Ngoài ra thì một đặc điểm nữa là có những cái lợi thế về địa lý của Việt Nam, khi mà Trung Quốc giảm xuất khẩu những cái mặt hàng nào đó sẽ là cơ hội cho Việt Nam. Thì ví dụ như ngành thép chẳng hạn, đối với ở Hòa Phát thì cũng sẽ là một cái công ty mà chúng ta cần theo dõi trong năm cuối năm nay và đầu năm sau. Ngoài ra thì kể cả Hà Tiên Một cũng thế thôi, Hà Tiên Một cũng là một doanh nghiệp đầu ngành trong mảng xi măng và cũng là một cơ hội khá đáng để theo dõi. Tuy vậy thì đối với Hà Tiên Một thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp này họ rất là khó mở rộng được năng lực sản xuất, thì đấy là một cái rủi ro khiến cho chúng ta đầu tư thì ok, vẫn tăng trưởng đều, nhưng mà cái mức lợi nhuận cao thì tôi nghĩ sẽ không được hấp dẫn lắm. Bằng Hòa Phát thì tôi đánh giá cao hơn. Vâng, của bạn Thùy Dương Ngô có hỏi đó là cho em một chút đánh giá về mã PC1, TV2 và NT2 ạ. NT2 thì họ không mở rộng được công suất, và thứ hai nữa là cái giá khí họ luôn luôn không đủ khí để chạy đó, thì NT2 còn không đánh giá cao. Tuy vậy thì hiện tại cái vùng này là vùng trũng của giá cổ phiếu, nên thành ra là sắp tới nhiều khả năng là giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại khi mà cái lợi nhuận bây giờ của họ đang vùng khá là đáy rồi,
đó thì về giá cổ phiếu tôi nghĩ là NT2 sẽ ok, nhưng về triển vọng dài hạn NT2 tôi không đánh giá cao, vì đấy như Tuấn vừa nói là họ luôn luôn không đủ khí để chạy và họ không mở rộng được công suất. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện là TV2 và PC1 thì họ cùng với câu chuyện là cái trend của ngành năng lượng tái tạo rất là mạnh, và hai doanh nghiệp này đều hai doanh nghiệp có cái chất lượng tài sản rất là tốt, chất lượng tài chính rất là tốt, và họ đang tham gia những mảng mới như kiểu tổng thầu này, rồi họ TV2 có thêm tư vấn thiết kế và cũng làm tổng thầu luôn, thì hai doanh nghiệp này đều khá là ok. PC1 thì Tuấn sẽ ưa thích hơn ở một chút nữa, đó là PC1 họ có thêm cái mảng mỏ đồng, mỏ nickel ở Tấn Phát, và mỏ nickel này dự kiến trữ lượng khoảng 20.000 tấn, nếu như cộng thêm cả phần tài nguyên vào là khoảng 6.000 tấn, tức là nó dao động từ 20.000 tấn đến khoảng 6.000 tấn. Và chúng ta biết rằng là nickel thì tăng giá rất là mạnh ngay trong khoảng 3-5 năm qua đó, và tương lai thì nickel nhiều khả năng cũng tiếp tục tăng, vì nickel nó là một nguyên liệu rất là quan trọng để làm ra cái pin đó, thì tuy nhiên như vậy tôi đánh giá rất là cao PC1. Và câu hỏi đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và trong những câu hỏi của nhà đầu tư thì tôi có thấy những mã cổ phiếu như PNG, HPG, KBC, Techcombank hay là BCG thì chúng tôi đã từng làm cổ phiếu phân này trong chương trình của Việt 360 độ. Thì quý nhà đầu tư hãy vào cổ phiếu 360 độ của chúng tôi trên YouTube để có thể xem chi tiết lại chúng tôi đã đưa ra những góc nhìn tích cực và tiêu cực về mã cổ phiếu này ạ. Và sau đây thì chúng tôi sẽ xin phép được kết thúc chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong vòng chiều thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect. Và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.